Và lưu ý với các em đó là cái phần ester lipid này nó rất là quan trọng, nó chiếm tới một điểm, có thể chiếm tới một điểm, hơn một điểm nhá, hơn một điểm trong thi Trung học phổ thông quốc gia. Đó chính là lý do mà cô ôn lại kỹ cho các em. Và trong quá trình học nhá, chúng ta sẽ đi từ cơ bản, đi từ cơ bản đến phức tạp, được chưa? Tức là cô sẽ để những câu một ở mức độ vừa phải để các bạn tham gia, các bạn có thể nắm được chưa? Và đến những câu cuối thì là những câu ở mức độ vận dụng hoặc là vận dụng cao nhá, để cho các bạn mà từ mức độ cơ bản nền tảng đến những bạn mà tư duy cao hơn cũng có thể hiểu được hết nhá, được chưa? Rồi, sau đây chúng ta đi vào câu đầu tiên nha, câu số 1. À, hôm nay mất điện khá nóng đúng không? Nhiều bạn kêu là đang mất điện, rất là nóng. Vậy chúng ta sẽ xem like của cô để cho bớt nóng nha. Đồng ý không? Rồi, chúng ta đi sang câu số 1 nào. Ngồi tập trung xem like thì mình sẽ thấy rằng là sẽ đỡ nóng hơn đấy. Rồi, câu số 1 nào các em. Câu số 1 là gì? Số đồng phân ester ứng với công thức phân tử C3H6O2. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là có bao nhiêu đồng phân. Thì các bạn thấy nhá, nó có dạng là gì đây? C3H6O2. Hay nhìn vào đây mình thấy là có dạng CNH2NO2, đúng chưa? Đấy, nhìn xem là like có rõ không hay là gì không thì báo lại cô nha. Rồi, chào chị Thanh Thúy nha. Chị Thanh Thúy bây giờ mới thấy mặt. Rồi, chú ý là chị Thanh Thúy là một trong những chị trợ giảng rất là xinh đẹp của cô Huyền. Và bạn nào mà quan tâm đến lộ trình khóa VIP thì có thể inbox trực tiếp để chị Thanh Thúy giải quyết luôn cho chúng ta nhé. Và lưu ý với các em là 50 bạn đăng ký sớm hay là những bạn mà đăng ký trước ngày 20 tháng 6 nhé, trước khi cô chốt danh sách, được chưa? Thì các bạn vẫn được hưởng ưu đãi, đó là giảm 50% học phí khi tham gia lộ trình nhé. Rồi, thế câu số 1 chúng ta xác định được luôn ở đây đó là gì? Ester no đơn chức và mạch hở. Cứ có dạng CNH2NO2 thì sẽ là ester no đơn chức và mạch hở nha các em. Rồi. À, bạn nào cũng bảo là 1C và có bạn luật thì bảo sai tự cạp cuộn dây điện. Rồi lát nữa xem nhá, xem luật có phải cạp dây điện không nhá. Thì các em để ý này, cách 1 để làm phần này nhá là chúng ta sẽ viết ra các đồng phân. Thì bây giờ mình sẽ viết này, ester no đơn chức mạch hở. Vậy mình sẽ viết lần lượt từ ester của axit axit đơn giản nhất trước, đó là axit formic HCO. Vậy ester của axit formic thì sẽ là HCOO, và ở đây có một carbon rồi, vậy còn lại là hai carbon, vậy C2H5, được chưa? Tiếp theo này, bây giờ là ester của axit tiếp theo thì nó sẽ là gì? Ester của axit acetic CH3COCH3. Vậy đến đây chúng ta thấy rằng là gì? Có hai đồng phân nhá. Rồi, có hai đồng phân, vậy mình sẽ chọn ở đây đáp án C. Thế trong trường hợp mà không làm cách số 1 này, chúng ta nhớ cách thứ hai. Cách thứ hai đó là sử dụng công thức. Thì các bạn thử comment lại đây xem mình còn nhớ công thức tính số đồng phân ester không nào. Nào comment ra đây công thức tính số đồng phân ester nào. Xem các bạn còn nhớ không? Comment đi. Rồi. Bạn te đang trêu chị Thanh Thúy. Chị Thanh Thúy vừa xinh đẹp vừa dễ thương mà lại cứ trêu chị Thanh Thúy vậy. Rồi, nào comment giúp cô xem là công thức tính nhanh số đồng phân ester là như thế nào nào. Đó chính là gì? Cô chưa thấy bạn nào comment. Rồi, cô đã thấy bạn Nguyễn Huyền comment, đó chính là 2 mũ N trừ 2. Trong đó N đây chính là số carbon. Vậy ở đây thay vào chính là 2 mũ 3 trừ 2.
hay là 2 mũ 1 và bằng 2. Vậy mình sẽ chọn luôn đáp án ở đây sẽ là đáp án C. Vậy thì bây giờ tương tự với câu số 2 chúng ta làm được luôn chưa? Câu số 2 nào? Rồi, Thanh Điền ơi kiểm tra lại nhé. 2 mũ N trừ 2, được chưa? Rồi, đến câu số 2 nào? Comment câu số 2 xem đáp án là như thế nào nào? Rồi, câu số 2 thì bây giờ đơn giản rồi đúng không? Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2. Vậy cái anh này cũng là có dạng CnH2NO2 đúng chưa? Và tương tự như câu trên thì cũng là gì? Nó đơn chức và mạch hở đúng chưa? Rồi, cô thấy các bạn đều comment câu 2 là C rồi. Thì vậy ở đây chúng ta sẽ áp dụng luôn công thức. Đó là gì? Áp dụng công thức nhá. Thì chính là 2. Đây, 2 mũ 4 trừ 2. Đấy, 4 là số carbon. Vậy chính là bằng 2 mũ 2. Hay chính là bằng 4. Được chưa? Vậy câu số 2 mình cũng chọn đáp án ở đây là đáp án C. Thế nếu như mà mình viết ra thì các bạn để ý này. Đầu tiên là mình sẽ viết ester của acid formic trước thì nó sẽ có như sau này, HCO. Đây là gốc format đúng chưa? Vậy đây có một carbon rồi mà đây có bốn carbon thì còn lại chính là ba carbon nữa mình viết vào đây. Đấy, và cái nhánh này à, cái gốc này thì còn có trường hợp có nhánh nữa. Vậy chúng ta sẽ viết ra là HCO CH CH3 CH3 thì chúng ta được hai đồng phân này. Trong trường hợp nó là ester của axit acetic viết ra thì mình sẽ được CH3CO, C2H5. Vậy là 3 này. Và trong trường hợp nó là ester của axit propionic thì chúng ta sẽ được như sau. C2H5COO, CH3. Như vậy nếu như mà viết ra nhá thì chúng ta thấy rằng là cũng đúng là bằng 4 đồng phân chưa? Đấy. Như vậy xong câu số 2 rồi. Và cô thấy rằng là câu số 2 thì cũng chưa thấy bạn nào sai. Vậy thì cũng chưa có bạn nào phải đi giống như bạn Luật bảo là phải đi cạp dây điện nếu mà sai đấy. Thì chúng ta thấy rằng là không có sai đúng không? Rồi Khang Nguyễn 2C em nhảy xuống ao chơi với X. Rồi cứ đến lúc comment như thế đi mà tí nữa có đứa nào sai nhá, không nhảy xuống ao chơi với X hay là không có cạp dây điện thì đừng trách cô nha. Câu số 3 nào? Câu số 3 thì cô thấy các bạn comment đáp án ở đây là 3C và 3B. Và có một số bạn thì comment ở đây là 3D. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là câu số 3 đáp án ở đây là gì nhá. Chúng ta nhìn này, hợp chất X có công thức cấu tạo là CH3, CH2, COO, CH3. Vậy để gọi tên mình sẽ chia ra thành hai phần. Với một phần là gốc axit và một phần là gốc ancol. Thì các bạn nhìn nhá, CH3 ở đây là gì? Chính là gốc metin, đúng chưa? Đấy, thế còn CH3, CH2, COO chính là gốc của axit propionic. Do vậy nó sẽ là propionate nhá. Nhưng mà khi gọi tên ester thì cái phần này mình sẽ chuyển xuống dưới và cái phần cuối này mình lại chuyển lên trên. Vậy nó chính là metin propionate nhá. Vậy chúng ta thấy ở đây sẽ là gì? Metin propionate hay chính là trường hợp B nhá. Bạn nào mà comment thành D đấy thì các bạn sửa lại, bởi vì ở đây chính là đáp án B nha. Rồi, hôm nay thì cô thấy khá là nhiều bạn mới nhá. Và bạn nào mà quan tâm đến lộ trình live trong group kín hay là lộ trình khóa VIP học từ giờ đến lúc thi Trung học Phổ thông Quốc gia cùng cô thì các em có thể inbox ngay chị Lê Nga Việt Sách hay là chị Thanh Thúy Việt Sách hoặc là inbox trực tiếp fanpage để cô cũng như là các chị trợ giảng hỗ trợ nhá. Tiếp theo là câu số 4 này. Câu số 3 là từ công thức mà suy ra tên gọi thì câu số 4 ngược lại là từ tên gọi mà yêu cầu chúng ta xác định công thức. Vậy bây giờ các bạn comment xem là đáp án ở đây là gì nào? À, cô thấy bạn Ngọc Phước này, bạn Luật này thì là 4C này, Trần Thị Bông 4C này. Đấy, Nguyễn Huyền 4C, Oanh Nguyễn 4C. Thế thì bây giờ chúng ta cùng chữa này. Các bạn nhìn nhá. Etin, phần này đọc trước thì nhớ etin chính là gì? C2H5 đúng chưa? Đây chính là etin.
Tiếp theo này, acetat. Acetat chính là gốc của axit acetic hay chính là CH3COO, được chưa? Vậy khi chúng ta phân tích ra để đưa về công thức thì sẽ là gì? Cái phần gốc axit sẽ viết trước, vậy sẽ là CH3COO rồi đến C2H5. Vậy ở đây sẽ là gì? Chắc chắn sẽ là C rồi. Đấy. Và câu số 4 nhìn thì các bạn không cần phải viết ra thì các bạn cũng thấy loại trừ được đáp án este. Thì mình thấy rằng là sẽ loại được anh A, bởi vì anh A ở đây là ancol thì mình sẽ loại đi rồi. Anh B ở đây là axit thì chúng ta cũng sẽ loại luôn, mình không chọn. Và đến anh D ở đây chính là gì? Aldehyde. Đúng chưa? Vậy thì có phải là A, B và D mình loại đi thì đáp án chỉ còn là C đúng không? Đấy, đi thi thì các bạn lưu ý nhá. Tinh ý mình vừa khoanh đáp án, vừa tư duy để khoanh đáp án và mình có thể là vừa loại trừ để tìm được ra đáp án đúng nha các em. Đúng rồi, gọi thêm các bạn vào học cho vui nha các em ơi. Gọi thêm các bạn vào like và chia sẻ giúp cô nhá. Hôm nay cô thấy là nhiều bạn thời tiết nóng bức hay sao ấy chẳng chịu chia sẻ giúp cô gì. Chia sẻ để thêm bạn vào học cho vui nha. Rồi, luật mãi không được cạp dây điện. Rồi tí nữa nhá, luật mà sai mà không cạp dây điện thì đừng trách cô nha. Trần Nhật Chí, cô like lý thuyết este chưa cô? Nhật Chí ơi, cô like lý thuyết este rồi nhá. Ở trên fanpage ấy, em có thể tìm lại cái lý thuyết este bài số 01. Thế còn nếu như mà em không tìm thấy nhá, thì em inbox cô để cô gửi lại cho em cái bài số 1 lý thuyết este nha Nhật ơi. À Chí ơi, Trần Nhật Chí nhá. Rồi câu số 5 nào các bạn ơi, chúng ta cùng đi vào câu số 5 nào. Đó là gì? Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2. Vậy anh này cũng là no, đơn chức và hở rồi, đúng chưa? Đấy, thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được luôn đó là gì? X và Y cùng số carbon. Được chưa? Ở trường hợp này thì X và Y sẽ cùng số carbon. Vậy mình xác định luôn đó chính là gì? CH3COOC2H5. Đấy, cụ thể là anh này khi thủy phân chúng ta sẽ được axit CH3COOH và ancol ở đây là C2H5OH nhá. Đấy, và các bạn nhìn này, từ x điều chế ra y thì anh này chính là x này, anh này chính là y này. Và cụ thể như sau nhá, nếu mà nhớ thì nhắc lại này. Anh ăn côn này. Nên men giấm. Chúng ta sẽ được CH3COOH và nước, được chưa? Thì các bạn nhớ nhá. Thế về phản ứng lên men giấm thì chúng ta đã học ở chương trình hóa học lớp 11 rồi đúng không? Và các bạn biết là giấm ăn thường sử dụng đấy thì chính là có nồng độ axit acetic từ 2 đến 5% đúng không các em nhỉ? Vậy thì câu số 5 này đáp án ở đây chính là gì? Etin acetat. Đấy. Bạn nào mà mới học este nhá thì phân tích này, CH3COC2H5. Vậy cái phần trên này, đây cái gốc axit này chính là gốc acetat. Thế còn cái đuôi hydrocarbon gốc hydrocarbon này chính là gì? Etin. Mà gọi tên của este thì sẽ gọi cái phần này trước, đảo phần này lên trên. Vậy chính là etin acetat, được chưa? Đó. Viết sau nhưng mà lại đọc trước trong tên gọi etin acetat, được chưa các em ơi? Rồi. Tiếp theo câu số 6 nào. Câu số 6 để xem đáp án ở đây là gì nhá. Và hôm nay thì có vẻ như là đỡ lag hơn đúng không? Các bạn xem thấy chất lượng tốt hơn đúng nhở? Rồi câu số 6 nào. Cô thấy bạn Bích Duyên này đã ra đáp án câu số 6 là đáp án D này. Hay là bạn Nguyễn Huyền này hay bạn Luật này ra đáp án câu số 6 là đáp án D này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây câu số 6 có phải là D không nhá. Rồi rất nhiều bạn ra là D luôn. Vậy chúng ta cùng đi vào kiểm tra này. Thủy phân STX trong môi trường kiềm thu được natri acetat. Thế cái anh natri acetat này chính là gì? CH3COOH.
NA đúng chưa? Và ancol etylic thì ancol etylic này có phải là C2H5OH không? Vậy từ hai dữ kiện này thì chúng ta dễ dàng khái quát được este này chính là este của axit acetic hay gốc axit ở đây là CH3CO. Và chúng ta lắp tiếp với cái C2H5 này hay là gốc hydrocarbon của ancol vào thì chính là CH3COC2H5. Vậy ở đây chắc chắn là sẽ là đáp án D rồi, chứ không thể là đáp án gì khác đúng không các em nhỉ? Rồi tiếp theo câu số 6 nào. Xem đáp án câu số 6 ở đây là gì nhá. À cô xin lỗi câu số 7 nhá. Để xem đáp án câu số 7 ở đây là gì nào. Comment mạnh mẽ câu số 7 để xem đáp án câu số 7 là gì nào các em ơi. Và mỗi bạn vào xem thì thả giúp cô một một like nhá. Chúng ta like bài bài đăng cho cô đi. Cô mới thấy là các bạn xem mà các bạn chẳng like cho cô gì cả. Rồi like và chia sẻ cho cô nào. À, câu số 7 thì cô thấy bạn Luật này, bạn Văn Phúc đã comment đáp án câu số 7 ở đây là 7C rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi vào phân tích nhé. Chúng ta cùng đi vào phân tích này. Các em nhìn này, đề bài cho là gì? Đây. Este metin acrylat có công thức là, vậy chúng ta sẽ phân tích này. Metin thì chính là gốc CH3. Đấy các em nhìn này, đầu là met. Met tức là có một carbon đúng chưa? Đấy. Vậy đuôi IL thì chứng tỏ đây là CH3 được chưa? Tiếp theo các em nhìn này, acrylat. Acrylat tức là gốc của axit acrylic. Vậy nó chính là gì? Acrylat chính là CH2 nối đôi CH COO được chưa? Vậy bây giờ mình chỉ cần ghép hai cái này vào là mình sẽ suy được ra este đó chính là gì? CH2 CH COO CH3. Vậy câu số 7 ở đây chỉ có thể là C thôi. Đấy, ghép vào thì sẽ là CH2 CH COO CH3 được chưa? Tiếp theo câu số 8 nào các em. Comment xem câu số 8 ở đây là gì nhá. Rồi câu số 8. Rồi Đỗ Văn Khiêm bây giờ mới vào xem đúng không? Like và chia sẻ livestream giúp cô để thêm bạn vào học cho vui nào. Chú ý nhé, chúng ta vừa xem và vừa like để tăng tương tác với nhau nào. Rồi câu số 8. Câu số 8 thì cô thấy là có bạn ra đáp án C và có bạn thì ra đáp án B. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử xem là đích thị câu số 8 ở đây đáp án là gì nhá. Thì các em cùng để ý này. Đây câu số 8 mình cùng phân tích này. Ester vinin acetat. Thế thì mình cùng phân tích nhá, vinin. Gốc vinin này, bạn nào mà chưa nhớ thì cô ghi lại này, chính là CH2 nối đôi CH được chưa? Thế còn acetat thì chính là gốc của axit acetic CH3COO. Vậy bây giờ mình chỉ cần ghép hai cái này lại với gốc axit viết trước, vậy sẽ là CH3COO. CH nối đôi CH2 đúng chưa? Vậy thì đáp án ở đây sẽ là gì? Là đáp án B nha các em. Vinin acetat được chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta lưu ý nhá, câu 8 chọn B nha. Bạn nào mà chọn nhầm đáp án thì các em sửa lại nhé. Sửa lại nha. Câu số 8 mình sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án B. Tiếp theo câu số 9 nào các em. Rồi, cô thấy bạn đã sửa lại rồi. Ok, vậy cứ thế phát huy nhé. Lưu ý là đi thi thì những câu dễ thì chiếm nhiều hơn so với những câu khó. Do vậy khi đi thi những câu dễ là chúng ta phải cố gắng để làm đúng hết được chưa? Đừng quá sa đà vào những câu khó xong rồi câu dễ mình làm sai thì cũng thật là uổng nhá. Đi thi thì cửa vào đại học là chúng ta xét bằng điểm số được chưa? Rồi câu số 9. Cô thấy bạn Bích Duyên, bạn Nguyễn Huyền, đấy hay là bạn Oanh, bạn Luật thì đều ra câu số 9 đáp án ở đây là B rồi. Đấy hay bạn Việt chẳng hạn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhá, phân tích để xem chốt đáp án câu số 9 ở đây là gì nào. Thì các bạn cùng nhìn này. Đun nóng este. Este này chính là gì?
Cái gốc này là gốc acetat này, thì chúng ta sẽ đọc sau. Đấy, acetat viết trước thì mình đọc sau này. Thế còn cái này viết sau thì mình sẽ đọc trước. Vậy là vinin acetat, được chưa? Cho phản ứng với natri hydroxit. Thế nhiều bạn thì chưa học về ester thì lại phân tích ra này. CH3COOCH nối đôi CH2. Khi phản ứng với natri hydroxit thì các bạn lưu ý nhá, cái liên kết ở đây nó sẽ bị đứt ra này. Và cụ thể là chúng ta sẽ thu được sản phẩm ở đây, chính là muối natri acetat CH3COONa và một hợp chất có dạng là ROH như sau này. Nhóm OH sẽ đính vào đây. Đấy, OH sẽ đính vào carbon này để mình sẽ được như sau này. Cô sẽ phân tích ra cho các bạn nhá. Tuy nhiên cái hợp chất này nó làm sao? Nhóm OH mà liên kết trực tiếp với liên kết đôi, các bạn nhớ nhá, nhóm OH mà gắn với carbon chứa liên kết đôi, được chưa? Thì cái này nó sẽ kém bền. Kém bền thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ chuyển vị. Cụ thể là nó sẽ được hợp chất như sau. Đấy. Đây cô viết lại ra như thế này nhá. Đây. Tức là cái liên kết đôi ở vị trí này nó sẽ chuyển vị thành liên kết đôi giữa carbon và oxy, được chưa? Hay chúng ta sẽ được ở đây hợp chất, chúng ta viết gọn nhá. Viết gọn hợp chất chính là CH3CHO hay chính là anh aldehyde, được chưa? Cụ thể là aldehyde acetic. Vậy chúng ta thấy đáp án ở đây là gì? Chắc chắn có CH3COONa. Vậy loại A, loại D. Và cuối cùng ở đây là anh aldehyde. Vậy câu số 9 mình chọn B nhé. Bạn nào mà chọn trường hợp C thì chúng ta sửa lại ngay. Bởi vì OH mà gắn với carbon chứa liên kết đôi thì nó sẽ kém bền. Và ngay lập tức nó sẽ chuyển vị, được chưa? Đấy, chuyển vị nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 10 nào. Xem đáp án ở câu số 10 này sẽ là đáp án gì nhá. Và xem comment của các bạn nào. Rồi, Văn Phúc aldehyde chuẩn rồi, kém bền, ok luôn. Câu số 10 thì cô thấy các bạn đã comment đáp án ở đây là câu số 10 đáp án A rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi vào phân tích này. Đun nóng ester này. Đấy, thì ester này là gì gọi tên nhá. CH3 này là anh metin đúng không? Thế còn cái phần trên này chính là gì? Acrylat đúng chưa? Vậy ở đây ester này chính là metin acrylat. Đấy, đây chính là tên của ester. Vậy bây giờ mình sẽ xem là thủy phân cái này trong dung dịch kiềm, cụ thể là natri hydroxit, thì mình sẽ thu được sản phẩm gì nhá. Viết lại này. Đó. Thì chúng ta thấy nhá, liên kết sẽ đứt ra ở đây. OLa sẽ gắn vào với cái gốc axit này và mình sẽ được là CH2 nối đôi CH COONa. Và bên này chúng ta sẽ được CH3OH, được chưa? Vậy thì ở đây chắc chắn đáp án sẽ là gì? À, chính là đáp án A rồi các em nhỉ. Tiếp theo câu số 11 nào. Xem câu số 11 đáp án ở đây là gì nào. Câu số 11 các em có thấy quen không? Rồi, rất nhiều bạn đã comment xong câu số 10 rồi. Bây giờ chúng ta sang câu số 11 nào. Comment đáp án câu số 11 để cô xem đáp án là gì nào. Rồi, cô thấy các bạn đã comment câu số 11 đáp án ở đây là đáp án D. Rồi, bị delay line. Cô thấy nó vẫn hiện lên song song cùng với lời cô nói này. Rồi, rất nhiều bạn đã comment đáp án ở đây là đáp án D. Thế thì cái câu này đấy, cô đã từng chữa với các bạn một lần rồi.
Đấy, nhưng mà hỏi lại xem là còn bạn nào nhớ không? Thì thấy rằng là rất nhiều bạn vẫn nhớ. Thì chúng ta phân tích nhé. À, Long đã có điện rồi, vậy có điện rồi và học luôn nha. Đề bài cho là gì? Khi đốt cháy hoàn toàn một este no đơn chức mạch hở. À, no đơn chức mạch hở thì chính là gì? CnH2NO2, đúng chưa? Vậy bây giờ mình sẽ viết phản ứng cháy này nhá. CnH2NO2. Đấy, khi đốt cháy thì chúng ta sẽ thu được carbon dioxide và nước. Cùng phân tích các em nhìn này, đây có N carbon, vậy N và CO2. Đây có 2N hydro, vậy thêm N và nước. Cuối cùng là đếm oxy để cân bằng phân tử oxy nhá. Thì ở đây có 3N trên 2 oxy ở vế bên phải. Vậy để số nguyên tử oxy ở hai vế bằng nhau thì đây chính là 3N trừ 2 trên 2. Được chưa? Và nếu như cô giả sử đây là một mol thì có phải số mol oxy chính là bằng hệ số của nó là 3N trừ 2 trên 2. Và số mol CO2 ở đây chính là N không? Mà đề bài cho là gì? Số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy đã phản ứng. Vậy ở đây có phải là cái này bằng cái này không? Từ đây chúng ta dễ dàng tính được ra N bằng 2. À, N bằng 2 thì mình thấy rằng là chỉ có este là gì thôi? HCOOCH3 nhá. Mà đây các em nhìn này, HCO là gốc của axit formic hay nó chính là gốc format. Còn CH3 ở đây là metin. Thì khi gọi tên este mình sẽ đổi cái gốc này xuống dưới, được chưa? Còn cái gốc hydrocarbon của ancol mình đảo lên trên thì tên của nó chính là metin format, được chưa? Cái viết trước thì đọc sau mà cái viết sau thì đọc trước, được chưa? Vậy là metin format nhá. Ở đây câu số 11 sẽ là D nha các em. Rồi. Ok, vậy là rất nhiều bạn chuẩn rồi. Tiếp theo câu số 12 nào. Đấy, sai một ly, đi nguyện vọng 1. Đấy các bạn chú ý nhá, phải thật là cẩn thận, thật là chỉn chu nha. Cô vẫn nhắc các bạn là gì? Câu dễ tuyệt đối đừng để sai. Bởi vì là câu dễ đi thi thì chiếm rất là nhiều điểm. Đấy, mà chúng ta cứ chủ quan sai câu dễ thì có làm được một câu khó nhưng sai mất 3 câu dễ thì vẫn là rất là uổng nhá. Câu số 12 thì cô thấy các bạn đều comment đáp án ở đây là đáp án B rồi. Thì đích thị câu số 12 này chính là đáp án B. Bởi vì ở đây thủy phân metin format thì mình sẽ thu được cái gì? À, xà phòng hóa metin format nhé. Thì chúng ta sẽ thu được HCOONa, được chưa? Giả sử như là thủy phân bằng natri hydroxit nhé. Vậy ở đây sẽ là CH3OH, được chưa? Đấy. Hay là metin acetat tương tự chúng ta cũng thu được CH3OH. Hay là benzin acetat thì khi thủy phân thì mình cũng sẽ thu được ancol, ở đây là ancol berinic, đúng không? Chỉ có cái anh glycerin này thôi là khi thủy phân thu được glycerol, bởi vì nó chính là chất béo. Mà mình có chất béo chính là trieste của glycerol và các axit béo. Vậy bây giờ câu hỏi các bạn đó là công thức phân tử của triesterin này, còn bạn nào nhớ không? Nếu như mà chúng ta nhớ thì hãy comment vào đây nào. Rồi, đúng rồi, bạn Luật đã comment đấy. Chất béo thì thủy phân môi trường nào cũng có glycerol, được chưa? Rồi, chào Mana Mini nha. Hôm nay Mana Mini là một bạn mới đúng không? Cô thì như là cô chưa gặp em comment ở trên live của cô hôm nào cả. Rồi, comment xem là tristerin có nhớ công thức phân tử không nào? Đó chính là gì nhỉ các em? C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 nhá. Lưu ý chúng ta phải nhớ được công thức phân tử của một số chất béo mà chúng ta hay gặp như là tristerin, triolein, tripalmitin. Đấy là những cái trường hợp mà chúng ta phải nắm được nhá. Rồi. Như vậy là hiện tại thì cô thấy rằng là các bạn đều nhớ khá là tốt ở phần này nha. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 13 nào. Câu số 13 nào các em ơi. Rồi chào bạn Hoàng Toàn nha.
Chào An Thế Dân. Rồi câu số 13 nào các em ơi, xem đáp án câu số 13 này là gì nào. Thì câu số 13 này cũng khá là quen thuộc đúng không? Một câu hỏi ở mức độ thông hiểu thôi, rất là đơn giản thôi. Thì các bạn để ý này. Câu số 13 nhá, đề bài cho là xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gram HCOC2H5. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được chất này có tên gọi là gì? Cái gốc này viết sau thì đọc trước này, chính là ethyl formate, được chưa? Và số mol thì mình tính được không? Phân tử khối của cái anh này là 74, vậy thì số mol ở đây là 0,05 mol nhá. Thế thì nếu như mà chúng ta chưa chắc cái phần này thì các bạn có thể cẩn thận viết phương trình ra là HCOOC2H5. Khi phản ứng với natri hydroxit thì mình sẽ thu được muối ở đây chính là HCOONa và ancol là C2H5OH. Vậy dễ rồi, thằng este là 0,05 thì thằng muối này chính là 0,05 mol luôn nhá. Vậy thì chúng ta dễ dàng tính được ra khối lượng muối chính là 0,05 mà nhân với phân tử khối là 68, vậy là 3,4 gram. Hay câu số 13 chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án D luôn nha các em nhé. Rồi Long đã làm xong 67 câu este rồi à? Rồi tuyệt vời luôn. Trong tuần này thì cô sẽ cùng các em chữa dần dần những tài liệu este mà cô đã cung cấp cho các em. Ví dụ như là 50 câu este trong các đề thi từ năm 2007 cho đến bây giờ, cũng như là 67 câu este ở trong các đề thi thử nhá. À, không biết là các em đã tải hết những cái file này chưa để chúng ta cùng hoàn thiện dần trong tuần này nhá, để củng cố thật chắc thật sâu về este, được chưa? Học đến đâu chúng ta cố gắng là học chắc luôn đến đấy nhá. Câu số 14 nào các em ơi, xem đáp án ở câu số 14 này là gì nào. Và lưu ý với các em là những bạn mà tham gia học lớp VIP hay là học trong group kín của cô đấy thì full tài liệu luôn. Đấy, các bạn có thể hỏi những bạn mà đã đăng ký học để thấy rằng là full tài liệu luôn. Các dạng từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng đến vận dụng cao để chúng ta ôn luyện nhuần nhuyễn nhá. Câu số 14 này thì cô thấy các bạn đã comment câu số 14 ở đây đáp án là đáp án D rồi. Thế mình cùng phân tích này. Đề bài cho là gì? Đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid X, hay đây chính là chất béo nhá, chất béo. Được chưa? Thì đề bài cho là cần vừa đủ 3,26 mol oxy, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gram nước. Tiếp theo này, thấy có từ mặt khác thì chúng ta sẽ chia cái bài toán này ra thành hai bài toán nhỏ, được chưa? Cứ thấy có từ mặt khác này thì chúng ta sẽ chia bài toán này ra thành hai bài toán nhỏ. Thì chúng ta cùng nhìn này. Với bài toán đầu tiên chúng ta phân tích trước, đó chính là đốt cháy agam triglycerid nhá, hay là chất béo. Thì bây giờ chất béo chúng ta sẽ đặt dưới dạng là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Đấy. Khi đốt cháy trong oxy, được chưa? Thì mình sẽ thu được carbon dioxide và nước. Phân tích các dữ kiện đề bài để chúng ta thấy rằng là từ cái dữ kiện này mình rút được ra cái gì nào. Thì các em nhìn này, đề bài cho là có agam chất béo, được chưa? Nhá. Phản ứng với 3,26 mol oxy. Đấy, đây là mol này. Được chưa? CO2 cho là 2,28 này, cũng là mol này. Đấy, cái phần này là mol này. Được chưa? Và nước ở đây cho mình là gì? 39,6 gram. Thì các bạn nhìn nhá, phương trình phản ứng thì có 1, 2, 3, 4 chất. Nhưng chúng ta đã biết dữ kiện của 3 chất rồi. Vậy mình sẽ dễ dàng tính được ra cái dữ kiện còn lại này. Cụ thể như sau. Từ đây chúng ta sẽ có như sau này, các em cùng phân tích này. Bảo toàn khối lượng thì mình sẽ dễ dàng tính được ra cái thằng A. Bởi vì sao? Đây, mình dễ dàng tính được khối lượng oxy đúng chưa? Bởi vì số mol biết rồi. Dễ dàng tính được khối lượng của carbon dioxide bởi vì số mol biết rồi. Khối lượng nước thì đề bài đã cho. Vậy A ở đây có phải bằng tổng khối lượng sản phẩm nhá, được tính bằng khối lượng nước là 39,6 cộng với khối lượng của carbon dioxide là 2,28 mà nhân với 44 trừ đi khối lượng của oxy là 3,26 nhân với 32. Vậy ở đây chính là 35,6 gram.
Được chưa? Thế ở đây ngoài tính được ra khối lượng của chất béo thì các bạn còn tính được ra cái gì nữa? Trời ơi, cái con này tự dưng nó lại bò vào đây. Rồi, ngoài tính được ra khối lượng của chất béo thì các bạn lại tính được ra cái gì nữa nhở? Rồi chào Quỳnh Bùi nha, chào Thùy Linh nha, chào Nguyễn Văn Thiện nha. Các bạn vào xem hơi muộn một xíu. Vậy thì có thể tiếp tục xem hoặc là xem lại từ phần đầu của cô nhé. Ngoài ra thì lưu like về tường để chúng ta sẽ thuận lợi cho việc ôn tập lại, được chưa? Rồi, đúng rồi, đến đây thì chúng ta còn tính được ra số mol của chất béo. Số mol chất béo bằng cách là bảo toàn oxy nhá. Thế nếu như mà chưa nhìn ra cách tính số mol chất béo này thì cô phân tích cho các bạn này, phân tích ra đây này. Mình có như sau này, tổng số mol nguyên tử oxy trước phản ứng chính là bằng tổng số mol nguyên tử oxy sau phản ứng. Mà các bạn nhìn nhá, trong chất béo này thì có mấy anh oxy? Trong chất béo này có 6 anh oxy nhá. Vậy 6 nhân với số mol chất béo là A. Cộng với 2 lần số mol phân tử oxy là 2 nhân với 3,26 thì đây chính là tổng số mol nguyên tử oxy trước phản ứng, được chưa? Bằng tổng số mol nguyên tử oxy sau phản ứng. Mà sau phản ứng thì các bạn ơi, sau phản ứng nhá thì nó được tính bằng 2 lần số mol CO2 là 2 nhân với 2,28 cộng với số mol nước. Ở đây nước chúng ta sẽ tính được luôn là 39,6 mà chia cho 18, được chưa? Vậy là 2,2. Vậy từ đây suy được ra A chưa? Dễ dàng suy được ra, đúng chưa? 2 nhân 2,28 mà cộng với 2,2 trừ đi 2 nhân với 3,26 mà tất cả chia cho 6 thì chúng ta sẽ được ở đây là số mol chất béo nhé. Bằng việc là bảo toàn oxy thì mình sẽ tính được ra là 0,04. Ôi, bút của cô nó hết mực rồi, để cô thay cái bút khác nha. 0,04 mol, được chưa? Đó, như vậy là từ cái sự kiện đầu tiên là đốt cháy argon chất béo thì chúng ta đã phân tích xong nhá. Tiếp theo này, mặt khác thủy phân A gam X trong dung dịch natri hydroxit đun nóng thu được B gam muối. Thì bây giờ mình sẽ viết trường hợp thủy phân ra nhé. RCO tất cả 3 lần C3H5, được chưa? Khi thủy phân trong natri hydroxit thì có phải mình sẽ thu được muối ở đây là RCOONa và glycerol là C3H5OH tất cả 3 lần nhá. Và ở đây hết chỗ rồi thì cô sẽ viết sang bên này cho chúng ta nhìn nhá. Thì bảo toàn khối lượng đó chính là gì? B ở đây chính là bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng là A cộng với khối lượng của natri hydroxit là 0,12 nhân 40 mà trừ đi khối lượng của glycerol là 0,04 nhân 92. Vậy chúng ta chỉ việc bấm máy tính ra thôi. A thì ban nãy mình đã tính được là 35,6, vậy thay vào 35,6 cộng với 0,12 mà nhân với 40 là khối lượng của natri hydroxit trừ đi khối lượng của glycerol là 0,04 nhân với 92 và chúng ta được ở đây là 36,72 gam nhá. Như vậy là 36,72 gam, được chưa các em? Như vậy chốt lại câu số 14 là chúng ta sẽ làm đáp án ở đây chính là đáp án D nhá. Đúng rồi, ở đây thì chúng ta có thể là bảo toàn khối lượng, được chưa? Và bạn Linh, Lê Linh thì có comment là dựa vào K cũng được. Đúng rồi, chúng ta có thể dựa vào cái đó cũng được nhá. Chúng ta có thể dựa vào K cũng được, không sao cả, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 15 nhá. Và bởi vì ở đây trong buổi live này thì với những cái câu ở mức độ vận dụng thì cô muốn là củng cố lại lý thuyết cho các bạn hay là củng cố lại về tính chất hóa học của ester. Do vậy thì cô sẽ giải theo hướng này nhá. Thế còn sang đến những câu cuối, những câu 18, 19, 20, 21, 22 đấy thì là những câu ở mức độ vận dụng cao thì chúng ta sẽ đi vào những cái phương pháp mà để đi nhanh ra kết quả nha. Câu số 15 nào các em ơi, comment đáp án xem câu số 15 là gì nào. Câu số 15 thì cô thấy các bạn đều comment đáp án ở đây là 15D. Cứ có nhóm aldehyde là quất thôi. Vậy chúng ta sẽ đi vào phân tích nhá. Chất nào dưới đây vừa phản ứng được với dung dịch natri hydroxit vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc? Thì chúng ta thấy nhá, ở đây mình sẽ loại cái anh B bởi vì không có tráng bạc này.
Loại được cái anh C bởi vì cũng không có tráng bạc này. Loại cái anh A bởi vì cũng không có tráng bạc. Vậy ở đây chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là D thôi. Cụ thể như sau nhá. Nó vừa phản ứng được với natri hydroxit thì bởi vì nó phải là ester. Đấy. Hoặc nó là axit đúng không? Hoặc nó là phenol đúng chưa? Thế thì ở đây mình thấy rằng là có anh D là ester rồi. Đấy. Tiếp theo này vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc thì để tráng bạc được nó phải là gì? Ester của axit formic. Vậy chỉ có thể là D thôi đúng không các em? Tiếp theo câu số 16 nào. Câu số 16 xem đáp án ở đây là gì nhá. Câu số 16 nào các em ơi. Luật hôm nào cũng thả I can set trong live của cô bữa nào cũng vậy. Có một số bạn các bạn ấy cài mặc định nên là nó không ra được cái khác hay sao ấy. Và cô đúng là cô chỉ thấy cái biểu tượng của bạn Việt là như vậy thôi đấy, không có cái gì thay đổi cả. Rồi, cô thấy các bạn đều comment đáp án câu số 16 là D rồi. Vậy chúng ta sẽ đi vào chữa nhá, câu số 16. Câu số 16 là gì? Khi thủy phân argam một chất béo, đây mình phân tích ra chất béo giả sử có dạng là RCOO, tất cả 3 lần C3H5 được chưa? Thì đề bài nói rằng là gì? Thu được 0,92 gam glycerol. Vậy thủy phân ở đây nhìn vào cái sản phẩm này thì mình thấy là thủy phân trong môi trường natri hydroxit đúng chưa? Thu được ở đây glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Chúng ta tính được ra luôn là 0,01 mol được chưa? Theo đề bài là gì? Thu được natri linoleat. Vậy C17H31 COONa. Và ngoài ra còn thu được natri oleat C17H33COONa. Chúng ta cùng phân tích này. Ở đây tỷ lệ sẽ là thêm 3 vào natri hydroxit. Vấn đề là chúng ta phải xác định được tỷ lệ của hai anh này là bao nhiêu. Đấy. Thì các bạn nhìn nhá. Đề bài cho là gì? Thu được 0,01 mol glycerol. Vậy có phải thằng chất béo ở đây cũng là 0,01 chưa? Và natri hydroxit ở đây sẽ là 0,03. Tiếp các bạn nhìn này. Đề bài cho là thu được 3,02 gam natri linoleat. Thì có phải ở đây cái anh này cũng là bao nhiêu? 0,01 nhá. Vậy thì ở đây chắc chắn là mình sẽ có là một gốc linoleat và ở đây phải là hai gốc oleat rồi, đúng chưa? Bởi vì trong chất béo thì phải có 3 gốc của axit béo mà cái anh này chỉ chiếm một thôi thì chắc chắn rằng là cái anh còn lại phải là hai rồi, đúng chưa? Vậy thì ở đây sẽ là 0,02 mol. Từ đây chúng ta dễ dàng tính được ra m thôi, chính là bằng 0,02 mà nhân với 304 đúng không? Vậy thì ở đây chính là 6,08 gam. Hay câu số 16 ở đây đích thị là D rồi. Bạn nào mà chưa hình dung ra nhé thì có thể comment lại đây nha. Rồi, chào Thu Hương nha. Tiếp theo câu số 17 nào các em ơi, xem đáp án ở câu số 17 này sẽ là gì nào? Nào cái anh Việt thay cái biểu tượng cảm xúc đi nào, cô nhìn cái biểu tượng cảm xúc của Việt mà cô giàu lòng quá Việt ơi. Câu số 17 nào các em ơi, comment đáp án xem đáp án ở câu số 17 này là gì nhá. Rồi cô thấy bạn Luật đã comment đáp án câu số 17 là C. Rồi còn bạn nào nữa mau chóng comment đáp án đi nào. Bích Duyên, Nguyễn Huyền 17C. Thế cùng phân tích này, cho hỗn hợp gồm CH3CO, CH3 hay anh này chính là gì? Metin acetat. Bên này là gì? C6H5CO, CH3 thì đây chính là metin benzilat nha, được chưa? Số mol natri hydroxit chúng ta tính được là 0,2. Chú ý nhá, anh này không phải là ester của phenol đâu. Nhiều bạn bảo cô ơi, có một anh là ester của phenol và em không biết làm thế nào. Thì lưu ý nhá, ở đây đâu phải là ester của phenol mà ở đây chúng ta có thể đặt tổng quát, đặt hỗn hợp tương đương với RCOOCH3
CH3, được chưa? Vì nó đều là ester của ancol metilic nhá. Vậy khi phản ứng với natri hydroxit thì ở đây chúng ta sẽ thu được cái gì? RCOONa là muối và ancol metilic. Natri hydroxit ở đây là 0,2 rồi thì anh này chắc chắn là 0,2 mol, đúng chưa? Và đề bài hỏi mình cái gì? Hỏi khối lượng của ancol. Vậy thì khối lượng của nó được tính chính là bằng số mol nhân với phân tử khối. Vậy sẽ là gì đây? 6,4 gram, đúng chưa? Câu số 17, chọn C luôn chứ còn chần chờ cái gì nữa. Rồi. Rồi chào Dương Đăng Bảo nha. Đúng rồi, câu số 17 đều tạo ra CH3OH quất luôn. À, bạn Oanh Nguyễn có hỏi là cô ơi giảng lại câu số 16. Vậy chúng ta xem lại câu số 16 một chút nhá. Các em nhìn này. À, Oanh Nguyễn nhìn nhá, trong cái chất béo này thì sẽ phải có chứa 3 gốc của axit béo. Mà ở đây tính ra số mol của natri linoleat thì thấy là 0,01 rồi. Vậy chúng ta thấy nhá, tỷ lệ số mol của anh này so với anh này là bằng nhau, chứng tỏ là trong cái axit béo này, à trong cái chất béo này nhá, thì có một anh linoleat và cái anh còn lại này phải là hai, được chưa? Vậy thì tỷ lệ số mol đây là 0,01 thì sẽ là 0,02 mol thôi, được chưa nhở? Rồi, nếu như mà vẫn chưa hình dung ra nhá thì lát nữa tua lại cái câu số 16 của cô một xíu nhá. Lát nữa xem xong like thì tua lại câu số 16 nhá. Câu số 18 nào các em ơi, xem đáp án câu số 18 ở đây là gì nào. Rồi, Oanh Nguyễn hiểu chưa nhở? Rồi, câu số 18 nhá. Ester nào sau đây không được điều chế từ axit carboxylic và ancol tương ứng? Nào comment xem đáp án là gì nào. Rồi ok, anh Nguyễn hiểu rồi. Vậy hiểu rồi là tốt rồi nhá. Chúng ta lưu ý này, học không hiểu thì phải hỏi luôn, đừng ngại ngùng, đừng lúng túng. Cô vẫn bảo các bạn học sinh của cô rằng là gì? Mặt phải dày lên. Đấy, muốn giỏi thì mặt phải dày lên. Tại vì sao? Không sợ mọi người cười, không sợ mọi người chê, cứ hỏi. Mặt dày lên hỏi, dù mọi người nói thế nào cũng dày mặt lên hỏi thì lập tức sẽ tiến bộ thôi nhá. Câu số 18 thì các bạn đều chọn đáp án ở đây là đáp án B. Thì các bạn để ý này, đích thị ở đây đáp án là đáp án B rồi. Các anh vinin acetat nhá. Vinin acetat này, nó được điều chế bằng cách như sau nhá. Bạn nào mà chưa nhớ thì chúng ta phải lưu ý này. Nó được điều chế bằng cách là cho axit acetic CH3COOH phản ứng với anh acetylen. Đó, CH nối 3CH trong điều kiện có nhiệt độ cao, có xúc tác và áp suất tích hợp thì sẽ thu được vinin acetat CH3COCH nối đôi CH2 nhá. Thì các bạn phải nhớ được một số cách để điều chế một số ester đặc biệt như là vinin acetat hay là điều chế ester của phenol đấy mà cô vẫn nhắc các bạn đấy, được chưa? Tiếp theo là câu số 19 nào các em ơi, câu số 19. Đọc kỹ đề ở câu số 19 và để xem đáp án ở đây là cái gì nhé các em ơi. Comment đáp án ở câu số 19 nào. Chú ý là xem like thì nhớ là tương tác like stream giúp cô nhá, để tăng tương tác nha. Mình cùng nhau tăng tương tác với nhau nào. Thì là khi mà các bạn tương tác nhiều ấy thì khi cô like thì nó sẽ hiện lên thông báo cho các bạn luôn. Chứ các bạn lờ đi, các bạn không like cho cô ấy thì khi cô like đây nó sẽ giảm tương tác và các bạn sẽ lại không thấy like của cô xuất hiện nha. Câu số 19 thì cô thấy các bạn đều comment đáp án ở đây là đáp án A và nhiều bạn bảo là cô ơi lụi A. Làm sao mà mình phải lụi, mình sẽ tư duy để xem là mình sẽ khoanh cái gì nhá. Bất khả kháng lắm thì mình mới lụi bừa thôi nha. Thì các em ơi, chúng ta cùng phân tích này. Phân tích nhá. Cho hai phản ứng sau và đề bài nói rõ là đúng với tỷ lệ mol các chất. Thì cho là chất X phản ứng với hiro ở nhiệt độ cao thu được chất Y. Sau đó từ chất Y phản ứng với natri hydroxit theo tỷ lệ 1:3 thì thu được một chất là C18H35O2Na và glycerol. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng xác định được Y ở đây chính là gì? Chính là chất béo.
Và mình chỉ cần xác định được công thức phân tử của y thì mình sẽ tìm được ra phân tử khối của x thôi. Thì các bạn nhìn này, để xác định được công thức phân tử của y nhá, thì mình dựa vào cái muối này. Muối này, từ cái công thức phân tử này thì mình sẽ tìm được ra công thức của nó sẽ là như sau này: C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. À, cô xin lỗi nhé, muối này ở đây chính là gì? C17H35COONa. Đấy, đang đi tìm muối mà suy luôn ra cái anh Y, được chưa? Thì từ đó thì mình sẽ suy được ra luôn cái anh Y này. Đó, đây chính là anh Y. Hay anh Y ở đây là chất béo có tên là tristearin. Đó, đây. Hình dung ra chưa? Đấy, đoạn này cô hơi lag một tí, cô từ cái công thức này cô lại suy luôn ra chất béo. Thì các bạn chú ý này, từ công thức muối này, mình suy được ra muối chính là C17H35COONa. Đây chính là muối nhá. Vậy có muối rồi thì suy được ra y chính là tristearin, mà cái anh này có phân tử khối là 890, được chưa? Mà x cộng với một phân tử hydro thì thu được y. Điều đó chứng tỏ rằng là mx ấy chính là bằng mi mà trừ đi phân tử khối của hydro. Vậy có phải là 890 mà trừ đi 2 thì chính là bằng 888? Hay câu số 19 này chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là D. Bây giờ tôi sẽ đi vào, tôi bảo những cái anh nào mà vừa nãy mạnh mồm tuyên bố thì bây giờ sẽ đi cạp cột điện nhá. Luật Cari ơi, nào, cạp dây điện nhá. Và cạp cái dây điện không có điện nha Luật ơi. Đừng có đừng có mà lại cạp dây có điện nhá. Bây giờ cạp cái dây không có điện đi. Câu số 19, thấy chưa? Cô chưa thấy bạn nào làm đúng câu số 19 này. Ví dụ như là bạn Luật cũng sai này, bạn Việt sai này, bạn Nguyễn Huyền, bạn Bích Duyên này, bạn Khang, bạn Long này. Đấy, sai hết câu số 19 rồi, nhìn thấy chưa? Hai phản ứng đúng với tỷ lệ mol các chất. Đấy các bạn ơi, các bạn chủ quan quá rồi, đúng với tỷ lệ mol các chất. Vậy có phải là x cộng với hydro theo tỷ lệ 1:1 mà. Khi cộng với tỷ lệ 1:1 thì có phải là cái thằng y ở đây chỉ cần trừ đi một phân tử hydro thì sẽ ra phân tử khối của cái anh x. Vậy nó phải là 888 nhá. Ô, cô lừa đâu? Trời ơi, Việt ơi, cô chẳng lừa một tí nào cả. Cô vẫn nói với các bạn là gì? Cô dạy các bạn thì đề mà cô lấy cho các bạn toàn là đề của những năm trước cô sưu tầm cho các bạn nhá. Và đây chính là một câu trong đề của những năm trước thôi. Đấy, chúng ta thấy đấy, đi thi mà mình không tinh ý một chút thì mình lại khoanh sai rồi. Và lưu ý là về với live VIP của cô nhá, học trong group kín thì các bạn ơi, chuyên môn luyện đề từ những năm trước, năm 2007 cho đến bây giờ. Và ngoài ra là chúng ta sẽ cọ sát với các đề minh họa của các năm. Và cô sẽ khi mà có đề minh họa của năm mà chúng ta thi nhá, thì cô sẽ soạn cho các bạn những cái đề mà bám sát đề minh họa để chúng ta luyện liên tùng tục luôn, được chưa? Đấy, về với đội của cô Huyền là siêng được luyện đề lắm, luyện đến bao giờ mà nhuyễn ra thì thôi, đấy. Được chưa? Tiếp đến câu số 20 này. À Việt, cô viết em cái chất có M bằng 888, em xem với. Ok, viết luôn nhá. M bằng 888 này. Đó chính là như sau. Đây, viết ra nhá. Cái anh mà có M bằng 888 này, nó chính là như sau: C17H35COO tất cả 2 lần C17H33COO. Và cuối cùng ở đây là gì? C3H5. Đấy, các em thử tính ra xem có phải M của cái anh này bằng 888 không? Đó là tỷ lệ của gốc stearat và cái gốc oleat chính là 21. Đó, cái anh này M chính là bằng 888 này. Kiểm tra đi Việt. Cảm giác mà chưa thấy nó và cảm giác mà vẫn ngờ ngợ ấy thì em có thể kiểm tra luôn. Nhìn thấy chưa? Được chưa? Rồi, đây là cô viết cho bạn Việt đang thắc mắc nha.
Rồi, đề nó hỏi mờ thôi. Đấy, đề nó hỏi mờ thôi. Và cái này thì luật ơi, đấy, ban nãy thì rất là mạnh mồm đấy. Mình phải lưu ý nhá, có những thứ mình không thể lường trước được đâu. Do vậy là đừng có vội vàng mà. Rồi, tâm phục khẩu phục chưa? Mai đi thi cứ khoanh 888 đảm bảo đúng nha. Rồi, tiếp theo câu số 20 nào các em ơi. Câu số 20. À, đề cú lừa quá cô. Lưu ý nhé Khang ơi, đề này cô không nghĩ ra đâu. Đề mà cô đang làm cho các bạn đấy là cô lấy ở đề thi của các năm trước cho các bạn thôi. Được chưa? Để thấy rằng là các bạn ôn đi, bởi vì đề thi nó phản ánh đấy. Đừng có chủ quan nhá. Nhiều bạn cứ bảo là cô ơi, em 9 điểm giữa kỳ này, em 9,5 cuối kỳ này. Em yên tâm rằng là đi thi đại học em sẽ được 8, được 9. Lưu ý với các em nhé, không thể chủ quan được đâu. Và lưu ý là mình phải luyện thật nhiều. Bởi vì trong phòng thi thì nó còn áp lực, còn rất nhiều kiểu. Cũng như là cái khung kiến thức của nó sẽ rất là rộng, được chưa? Câu số 20 nào các bạn ơi. Thôi, tạm gác lại một cú lừa để chúng ta đi vào câu số 20. Và lưu ý với các em là câu số 20 là câu ở mức độ vận dụng cao. Câu 20 này, câu 21 này, vận dụng cao nhá. Và câu số 22 thì đều là những câu ở mức độ vận dụng cao. Do vậy những bạn mà ở mức độ mất gốc hoặc là đang đang bắt đầu những bài mở đầu nhá, thì các bạn có thể là xem lại like của cô, được chưa? Thế còn những bạn nào mà mục tiêu 8 cộng 9 cộng thì bây giờ hãy bắt đầu với câu 20, câu 21 và câu 22 nào các em ơi. Các câu ở mức độ vận dụng cao nhá. Và lưu ý này, like và thả tim giúp cô đi. Chú ý nhé, vừa xem vừa like, tương tác và like để chúng ta tăng tương tác nha. Rồi, câu số 20 nào các em. Câu số 20. Sau đây mình cùng đi vào phân tích các em này. Câu số 20 là gì? Thủy phân hoàn toàn triglycerid hay chính là chất béo X trong dung dịch natri hydroxit dư đun nóng sinh ra glycerol và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri linoleat nhá, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,385 gam mol oxy sinh ra 1,71 mol CO2 và phát biểu nào sau đây là đúng? Nhiều bạn đọc đề xong câu số 20 của cô ơi, úi giời ơi, cái câu này khó quá em bỏ luôn. Thì lưu ý với các em nhé, nhiều khi là mình làm gì? Mình không cần phải làm ra đâu mà mình loại trừ, mình cũng có thể chọn được đáp án đúng. Thì câu số 20 này nhá, cô sẽ hướng dẫn các bạn theo hai cách. Một cách là loại trừ để tìm ra đáp án đúng, và cách thứ hai là chúng ta sẽ giải từ đầu để tìm ra đáp án đúng nha. Thì phân tích này, phân tích nhá. Câu số 20 đầu tiên mình để ý này. Đề bài cho là chất béo có dạng này, mình đặt là RCO tất cả 3 lần C3H5 đi, được chưa? Thủy phân trong natri hydroxit dư đun nóng. Đề bài cho là gì? Thu được glycerol. Và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat, vậy sẽ là gì? C17H33COONa. Và cái gì? Natri linoleat, vậy là C17H31COONa, đúng chưa? Thế bây giờ từ đây phân tích này, chúng ta sẽ từ cái dữ kiện này thì chúng ta có tìm được ra tổng số carbon trong X không? Tìm được ra không? Thì các bạn nhìn nhá, cái anh này này cũng có 18 carbon. Mà cái anh này cũng có 18 carbon. Vậy dù tỷ lệ là 21 hay là 12 thì tổng số carbon trong X cũng chính là bằng 18 nhân 3 là số carbon trong gốc axit cộng với 3. 3 này chính là số carbon ở trong glycerol đấy, trong gốc của glycerol, được chưa? Vậy từ đây có phải là bằng bao nhiêu? 57, đúng chưa? 57 thì chúng ta thấy ngay loại được gì? Loại được D. Đề bài nói là gì? Phân tử X chứa 54 nguyên tử carbon. Vậy loại luôn cái anh D rồi, đúng chưa? Tiếp theo các bạn nhìn nhé. Hydro hóa hoàn toàn X, xúc tác niken đun nóng thu được triolein. Ôi thế thì loại luôn cái anh A này rồi còn gì nữa?
Bởi vì một cái anh chưa no mà khi hero hóa hoàn toàn thì ở đây phải thu được cái anh no là Tristearin, đúng chưa? Vậy chúng ta thấy rằng là mình loại được cái anh A chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem là B và C mình sẽ loại được cái gì nữa nhá. Thì các bạn để ý này. Đề bài cho là gì? Cái anh B là gì? Phân tử X chứa 3 liên kết đôi C nối đôi C. Thì các bạn nhìn này, C17H33 ở đây đã có một anh liên kết đôi rồi. Đấy. Thế còn C17H31 thì ở đây đã có hai anh liên kết đôi rồi. Như vậy tổng số liên kết đôi bao giờ cũng phải lớn hơn 3. Vậy thì loại cái anh B rồi, loại B thì chỉ có thể là C thôi, được chưa? Thế tại sao chúng ta xác định được là tổng số liên kết đôi phải lớn hơn 3? Thì các bạn nhìn này. Chất béo là este mấy chức? Este 3 chức. Đúng chưa? Este đặc biệt, este 3 chức. Vậy ở đây một anh thì có một pi, một anh có hai pi, mà tỷ lệ của hai anh này thì hoặc là nếu chúng ta giả sử thì hoặc là một là tỷ lệ 1 2 hoặc là 2 1, đúng chưa? Thì dù là 1 2 hay là 2 1 thì tổng số liên kết đôi ở trong cái phân tử này bao giờ cũng phải lớn hơn 3 nhá. Cô lấy ví dụ. Nếu như ở đây là chất béo được tạo lên từ hai gốc oleat và một gốc linoleat thì có phải chính là gì? C17H33COO tất cả hai lần C17H35 tất cả C3H5 không? Thì độc ở đây đã là gì? Pi đã bằng mấy rồi? Bằng 4 rồi. Ở đây là 31 nhé. Sửa lại giúp cô 31 nhé. Thì ở đây tổng số liên kết pi đã là 4. 4 pi ở gốc hydrocarbon rồi nhá. Hay là 4 pi C nối đôi C ở gốc hydrocarbon rồi nhá. Thế nếu như bây giờ cô giả sử ngược lại, đó là tỷ lệ là 21, tỷ lệ 1 2 ở đây nhá, thì có phải là C17H31COO tất cả hai lần C17H33 C3H5 thì ở đây có phải là tổng số pi C nối đôi C ở đây sẽ là mấy? 2 với 2 là 4. 4 với 1 là 5 thì phải là 5 rồi đúng không? Tức là dù là trường hợp nào thì tổng số liên kết đôi cũng lớn hơn 3, đúng chưa? Vậy thì đáp án ở đây chắc chắn sẽ là gì? Đáp án C. Thế nếu như mà câu này mà giải chi tiết ra thì như thế nào? Rồi. Việt 20 chọn bừa là D thì ở đây là C nhá. Rồi, Việt lấy đâu ra dữ kiện để tính m vậy cô? Thì bây giờ cô sẽ phân tích cho các bạn để xem là lấy đâu ra dữ kiện để tính m nhá. Thì cái cách số 1 cô hướng dẫn các bạn đấy là cách loại trừ, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách số 2, đó là cái cách giải ra nhá. Rồi, Việt lấy đâu ra dữ kiện để tính m? Thì bây giờ cô sẽ cùng các em giải ra m nhá. Thì chúng ta cùng phân tích này, câu số 20 nhá. Rồi đây, bây giờ sẽ giải để cho các bạn thấy m này. Câu số 20, bây giờ cách 1 là loại trừ đáp án rồi, cách thứ 2 là chúng ta sẽ giải ra để tính m nhá. Thì các em nhìn này. Bây giờ cái anh X này là chất béo. Chất béo và nó tạo lên từ gốc oleat và gốc linoleat, được chưa? Cô chưa biết tỷ lệ là bao nhiêu. Vậy bây giờ ở đây cô sẽ làm như sau này, cô sẽ coi cái x này. Coi cái x này, bây giờ cô tách ra thành COO, C và H2, được chưa? Bởi vì cô chưa biết là tỷ lệ của nó là bao nhiêu. Vậy ở đây cô sẽ tách ra thành COO, C và H2, được chưa? Thì các bạn nhìn này. Đốt cháy hoàn toàn m gam x. Đấy. Viết ra nhá. Thì cần vừa đủ 2,385 mol oxy. Sinh ra CO2 là 1,71 mol. Và đây chắc chắn là sẽ có nước, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích xem là chúng ta chỉ việc cần tìm được ra CO ở đây là bao nhiêu mol, carbon đây là bao nhiêu mol và hydro ở đây là bao nhiêu mol thì lập tức là chúng ta sẽ tìm được ra M thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích này. Ở đây mình thấy nhá, ban nãy chúng ta đã xác định được ra là dù ở đây là
hai gốc oleat, một gốc linoleat, hay là một gốc oleat, hai gốc linoleat, thì chúng ta vẫn có là tổng số carbon có trong X là bằng 57, đúng chưa? X có 57 carbon mà số mol CO2 là 1,71, thì từ đây có phải mình suy được ra số mol X chính là bằng số mol CO2 chia cho số carbon không? Vậy chúng ta bấm nhá, số mol CO2 là 1,71 mà chia cho số carbon, à cho chia cho số carbon là 57, thì chúng ta tính được ở đây số mol X là 0,03, đúng chưa? Mà các bạn để ý là chất béo thì có mấy nhóm COO? Chất béo thì có 3 nhóm COO, vậy cái thằng COO ở đây chính là 0,09 mol. Được chưa? Bây giờ nhìn vào đây thì các bạn thấy là cái gì chưa? Đấy, ở đây thì một số bạn gọi cái phương pháp này là phương pháp dồn chất đấy, đúng không? À, thầy Nguyễn Anh Phong là người thầy đã sáng tạo ra cái phương pháp dồn chất này, đúng không? Thì các bạn để ý này, đến đây thì mình thấy tính được ra số mol của carbon không? Bằng việc là gì? Bảo toàn. Đây, tính được ra cái anh carbon này bằng cách là bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon thì mình sẽ có là tổng số mol CO2 ở đây sẽ tính bằng số mol của COO cộng với số mol C. Vậy ở đây cái anh COO là 0,09 rồi, thì thằng carbon ở đây chính là gì? 1,71 trừ đi 0,09, vậy là bao nhiêu? 1,62, đúng chưa? Đến đây thì các bạn có tìm được ra cái hydro ở đây không? Tìm được ra không? Chỉ cần xác định được cái anh nước ở đây là bao nhiêu mol thì mình sẽ tìm được ra cái hydro ở đây là bao nhiêu. Bởi vì số mol hydro ở đây chính là bằng số mol nước. Thế tìm số mol nước như thế nào? Thì chính là bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy thì các bạn nhìn này, hai lần số mol COO là 0,09 nhân 2 cộng với hai lần số mol oxy 2 nhân 2,385 chính là bằng hai lần số mol CO2 là 1,71 cộng với số mol nước. À, bây giờ suy được ra số mol nước này quá dễ rồi, đúng không? Bấm máy tính nhá. 0,09 nhân 2 cộng với 2 nhân với 2,385 mà trừ đi 2 nhân với 1,71. Anh nước ở đây chúng ta có là 1,53. Mà bảo toàn hydro thì có phải toàn bộ hydro ở đây chuyển hết vào nước. Nước là 1,53 thì đây cũng chính là 1,53 mol. Ok chưa? Ok quá đi chứ. Vậy từ đây thì dễ chưa? Cô sẽ chuyển lên đây nhá. M ở đây có phải là bằng khối lượng của COO cộng với khối lượng của C cộng với khối lượng của H2 mà chúng ta vừa dồn chất ra, đúng không? Vậy COO 0,09 nhân 44 cộng với carbon là 1,62 nhân 12 cộng với hydro là 1,53 nhân 2, và các bạn bấm giúp cô xem nó bằng bao nhiêu nhá. 0,09 nhân 44 cộng với 1,62 nhân với 12 mà cộng tiếp với 1,53 nhân 2 thì ok. Ở đây chính là bằng 26,46 nhá. Vậy thì nếu như chúng ta không loại trừ đáp án thì chúng ta giải ra cũng chính là đáp án C. Giá trị của M bằng 26,46. Ok chưa các tình yêu bé nhỏ? À thôi, tình yêu này thì chẳng bé nhỏ đâu, tình yêu lớn đùng đúng không? Toàn những tình yêu nửa tạ trở lên chứ bé nhỏ cái nỗi gì. Rồi, hiểu chưa Việt ơi? Hiểu chưa? Hiểu rồi thì chấm vào đây giúp tôi cái để tôi biết rằng là bạn đã hiểu nào Việt ơi. Hiểu chưa? Câu số 20, bạn nào mà chưa hiểu nhá, lát nữa xem lại like nha. Bởi vì là câu số 20, 21, 22 là câu vận dụng cao, câu mức độ 8 cộng 9 cộng trong đề thi nha các bạn ơi. Và lưu ý là tham gia học cùng cô là sẽ tham gia trong lớp live VIP, tức là lớp group kín đấy. Chúng ta sẽ bám sát đi từ vận nhận biết, thông hiểu, vận dụng đến vận dụng cao nha các bạn ơi. Và yên tâm là tham gia live VIP của cô là cô không có bỏ rơi bạn nào cả nha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng nhau đi để những bạn mà trong tình trạng là 5, 6 cộng chúng ta cũng cùng nhau giúp đỡ để kéo lên mức độ cao hơn nha. Câu số 21 này. Khuyến cáo là gì? Khuyến cáo câu vận dụng cao, câu mức độ 9 cộng. Vận dụng cao mức độ 9 cộng nha. Thì khuyến cáo rằng là những bạn mà vẫn chưa nắm chắc lý thuyết Este thì chúng ta tạm thời là xem lại
19 câu trên nhá. Chắc rồi thì hãy xem 3 câu cuối, nếu không là bị lú đấy, được chưa? Câu số 21 nào các bạn ơi, xem là câu số 21 này đáp án ở đây là gì nào? Comment đi. Comment đi xem là câu số 21 đáp án ở đây là gì nào? À Tú, cô ơi đoạn NCOO kia cô giảng lại được không? Em ơi, em tua lại đi một tí nhờ, cô đã nêu rất là kỹ rồi ý. Được chưa? Và những câu vận dụng cao này thì khi like ở ngoài fanpage thì cô sẽ hướng dẫn các bạn thôi. Còn muốn mà theo đúng lộ trình và học chi tiết những câu vận dụng cao lấy mức độ 8 cộng 9 cộng nhá thì tham gia live VIP với cô. Bây giờ học phí chỉ còn 1 triệu 2 một năm. Học từ bây giờ đến lúc thi Trung học phổ thông quốc gia thôi nhá. Và những bạn, đặc biệt là những bạn mà muốn ghép lớp hay là muốn giảm học phí thì có thể inbox thêm cho chị Thanh Thúy Việt Sách hoặc inbox trực tiếp fanpage để các thầy cô sẽ hỗ trợ và tư vấn nhá. Câu số 21 nào. Đi vào câu số 21. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol ester no đa chức cần vừa đủ 600 ml dung dịch natri hydroxit 1 m, thu được 40,2 g một muối Y và một ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 15,68 lít oxy, thu được 13,44 lít CO2 và 14,4 g nước. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn phát biểu nào sau đây là đúng? Rồi, bây giờ đi phân tích xem nào. Bạn Long đã tìm ra ở đây ancol là glycerol. Ok, ancol đúng là glycerol rồi đấy. Vậy chúng ta cùng đi vào phân tích nhá. Ester no đa chức, đúng chưa? Thì ở đây đề bài cho là gì? Số mol ester là bằng 0,1, đúng chưa? Và mình tính được ra số mol natri hydroxit ở đây bằng bao nhiêu? 0,6, đúng chưa? Hay ở đây mình sẽ xác định được luôn. Đó là gì? Tỷ lệ natri hydroxit chia cho số mol ester chính là bằng 6 chia 1 nhá. Chú ý ở đây đề bài nói rằng là gì? Phản ứng vừa đủ rồi. Vậy cái này tạm thời đến đây để lại phân tích tiếp này. Thủy phân X này cần 600 ml natri hydroxit 1 m, thu được 40,2 g muối. Cái này tạm thời để lại đã để phân tích cái ancol Z này. Đề bài cho là đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 15,68 lít oxy, thu được 13,44 lít CO2 và 14,4 g nước. Vậy chúng ta thấy là từ cái dữ kiện này mình sẽ xác định được Z trước. Vậy đi từ cái đơn giản trước là đi tìm Z đã, được chưa? Thì chúng ta cùng phân tích này. Ancol Z thì chưa biết là đơn chức hay là đa chức, đúng chưa? Chưa biết là no hay không no. Nhưng khi phản ứng với oxy thì các bạn để ý này. Đề bài cho 15,68 mà chia cho 22,4 thì chúng ta tính được ở đây là 0,7 anh oxy, đúng không? 0,7 mol. Thu được CO2 và nước. Thì các bạn nhìn nhá, CO2 đây là 0,6, nước 14,4 mà chia cho 18 là bao nhiêu nhỉ? 14,4 mà chia cho 18 thì ở đây là bao nhiêu? 0,8. Vậy nhìn nhá, thằng CO2 nhỏ hơn thằng nước. Điều đó chứng tỏ đây là gì? Ancol no. Ancol no, và cụ thể số mol ancol được tính bằng số mol nước trừ đi số mol CO2, 0,2 mol. Ok chưa? Vậy bây giờ xác định được ancol là no và 0,2 mol rồi. Vậy bây giờ mình sẽ xác định tiếp xem là ancol ở đây là đơn chức hay đa chức nha, và cụ thể là bao nhiêu chức. Thì các bạn nhìn này, số mol oxy biết, số mol CO2 biết và số mol nước biết, thì từ đây chúng ta dễ dàng tính được cái gì? Tính được số mol oxy có trong ancol bằng việc là bảo toàn oxy. Thì số mol oxy có trong ancol được tính bằng 2 lần số mol CO2 là 2 nhân 0,6 cộng với số mol nước là 0,8 và trừ đi 2 lần số mol oxy. Và mình tính nhá. 2 nhân 0,6 cộng 0,8 mà trừ đi 1,4. Ok, ở đây là 0,6. Số mol oxy trong Z bằng 0,6 hay số mol oxy trong ancol bằng 0,6. Vậy từ đây chúng ta xác định được số nhóm OH có trong ancol chính là bằng số mol oxy trong Z mà chia cho số mol ancol. Vậy có phải bằng 0,6 chia cho 0,2 bằng 3 chưa? Vậy suy ra đây là gì? Ancol 3 chức. Các bạn nhìn ra chưa? Ancol 3 chức. Ancol 3 chức thì loại luôn cái anh C nhá.
Tiếp theo các bạn nhìn này, ancol 0,2 mol, CO2 là 0,6 mol, vậy có phải là số carbon trong ancol chính là bằng 0,6 chia cho 0,2 và cũng bằng 3 chưa? Hay từ đây chúng ta xác định được luôn đó là ancol chính là gì? C3H5OH tất cả 3 lần, hay chính là glycerol. Đến đây thì chắc là bạn nào cũng làm được rồi đúng không? Đọc comment tí nào. Rồi 21 bạn thì chọn A. Nguyễn Huyền và Long lụi A, còn Luật thì 21 chịu. Rồi phân tích tiếp này. Đến đây xác định được glycerol rồi nhá. Vậy chúng ta phân tích dữ kiện này, tỷ lệ số mol natri hydroxit chia cho số mol este bằng 6 chia 1 mà thủy phân cho ra ancol 3 chức. Vậy điều đó chứng tỏ ở đây đó chính là gì? Este phải có dạng vòng nhá. Bởi vì nếu như mà dạng mạch hở đấy và thu được một muối này thì chắc chắn là sẽ không thể là este của phenol, và ngoài ra thì chắc chắn rằng là nó sẽ tỷ lệ không bao giờ là 6:1 được, được chưa? Vậy ở đây este có dạng mạch vòng, vậy loại D rồi, được chưa? Tiếp này. Phân tích tiếp nhá. Bây giờ mình đã xác định được là tỷ lệ số mol rồi và xác định được ancol ở đây là glycerol rồi thì mình sẽ xác định được như sau này. Este sẽ có dạng như sau. Nhá. Dạng gì chưa? Từ axit N trước với RCOO N nhân 3, được chưa? R 3CON nhân 3 và C3H5 tất cả N lần, được chưa? Với este được tạo lên từ axit N trước và ancol 3 trước thì nó sẽ có dạng như sau nhá. Đây chính là este tạo nên từ axit N trước và ancol 3 trước, được chưa? Nó sẽ có dạng như thế này. R3CON nhân 3 và C3H5 tất cả N lần, được chưa? Mà mình có tỷ lệ ở đây là 6 chia 1 thì mình sẽ có là N nhân 3 bằng 6, hay N đây chính là bằng 2, và mình sẽ có là este tạo nên từ axit 2 chức và ancol 3 chức, được chưa? Nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau này. Công thức của este bây giờ chính là R3COO tất cả 6 lần, C3H5 tất cả 2 lần. Các bạn hình dung ra chưa? Vậy khi phản ứng với natri hydroxit nhá, thì mình sẽ thu được như sau này. Chắc chắn là có C3H5OH tất cả 3 lần rồi, được chưa? Và ở đây đề bài cho là gì? Thu được một muối nhá, các bạn chú ý từ khóa là thu được một muối. Vậy chắc chắn ở đây muối sẽ là RCOONA tất cả 2 lần, được chưa? Và các bạn để ý này, cân bằng nhá thì đây chính là 3, được chưa? Và đây là 6, các bạn nhìn thấy chưa? Tiếp theo mình phân tích này. Số mol của glycerol mình đã tính được là bao nhiêu? 0,2. Vậy có phải anh này là 0,6 không? Đúng chưa? Đúng chưa? À quên, ở đây cân bằng nhá. Ở đây là 2 và glycerol, đây 2, cô quên chưa cân bằng. Vậy đây là 0,3. Sửa lại giúp cô nhé, 0,3. Vậy có phải mình tính được ra phân tử khối của muối chính là bằng bao nhiêu? 40,2 mà chia cho 0,3. Tính nhá, 40,2 mà chia cho 0,3. Vậy đây là 134, được chưa? Hay cái anh muối ở đây chính là COONA tất cả 2 lần. Vậy thì chúng ta thấy ngay, đốt cháy cái anh Y này, đốt cháy cái anh này thì chúng ta chỉ thu được 0,1 mol CO2 thôi. Vậy loại cái thằng này đi và chắc chắn là A rồi. Cụ thể như sau nhá.
COONa tất cả hai lần khi đốt cháy thì có phải thu được Na2CO3 và CO2 không? Cân bằng đây là 1,2 và 1/2. Vậy ở đây chúng ta có là 0,3 mol đúng chưa? Thì đây sẽ là 0,3 được chưa? Vậy không thể nào thu được 0,4 mol CO2, vậy loại B rồi, đúng chưa? Vậy ở đây chỉ có thể là A thôi. Độ bất bão hòa trong X là 8. Và cụ thể nhá, nếu viết công thức cấu tạo ra thì có phải X sẽ là như sau này. Cô sẽ viết ra cho các bạn nhìn nhá. Đây, nó sẽ có dạng như sau. Vậy chúng ta nhìn này, tổng số liên kết pi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong 6 nhóm CO được chưa? Và đây các bạn nhìn thấy hai vòng chưa? Vậy đây có phải là pi cộng với vòng chính là bằng 6 cộng 2 hay là bằng 8 chưa? Nhá. Đó, như vậy là câu số 21 chọn A. Rồi, làm xong một câu phờ dâu chê ra thì câu này chính là một câu trong đề thi của những năm trước. Và câu này thì lấy mức độ là điểm 9. 9 rưỡi nha, điểm 10, được chưa? Rồi, chữa tiếp câu 22 không? Dám chữa tiếp câu 22 nữa không? Nếu như mà muốn chữa tiếp thì cô sẽ cùng các em chữa. Còn nếu như mà mệt mỏi rồi thì chúng ta có thể dừng câu số 22 ở đây nhé. Chữa tiếp câu 22 không? Rồi, cô thấy bạn Long đã tìm ra đáp án ở câu số 22 rồi. Câu số 22 đáp án ở đây đúng là đáp án B. Nhá. Câu số 22 đáp án ở đây cũng chính xác là đáp án B luôn. Được chưa? À rồi, dứt luôn, ok. Sắp được 10 rồi, sao bỏ cuộc? Cô không thấy các bạn comment, không nghĩ rằng là hay là các bạn đi ngủ hết rồi, đi đâu hết rồi thì thôi không chữa nữa. Rồi. Câu số 22 này. Câu số 22 nhá. Câu số 22 này thì nếu như mà chúng ta làm ấy thì sẽ có rất nhiều cách. Có rất nhiều cách để làm nhá. Cách số 1 để làm này. Cách số 1. Đó là chúng ta sẽ quy đổi. Được chưa? Quy đổi như thế nào? Thì chúng ta để ý này. Các bạn nhìn nhá, X ở đây gồm có CH2 nối đôi CH COO CH3. Tiếp theo này, CH nối 3 C COO CH3. Tiếp theo này, CH3 OOC nối 3 C COO CH3. Và cuối cùng là CH2 nối đôi C COO CH3 tất cả hai lần, được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là các anh này có một điểm chung. Đó là nếu như mà cô nhặt COOCH2 ra thì phần còn lại cái anh này nhá, khi cô nhặt COOCH2 ra thì cái anh số 1 này nó chính là còn CH2 nối đôi CH2, được chưa? Thế ở đây nếu như cô nhặt COOCH2 ra thì có phải còn lại là CH nối 3 CH không? Hay tương tự ở dưới này, khi cô nhặt CH2COO ra thì có phải cũng là còn CH nối 3 CH không? Hay anh dưới này nếu như cô nhặt hai cái nhóm COOCH2 ra thì có phải là sẽ còn CH2 nối đôi CH2 không? Đấy, tức là cái cách này cô gọi là quy đổi. Cô quy cả bốn cái chất này về ba anh này, được chưa? Và cô đặt ở đây là X, Y và Z. Bây giờ chúng ta chỉ cần lập cái hệ ba phương trình, được chưa? Thì mình sẽ có số mol brom ở đây chính là bằng Y cộng với 2Z là mình sẽ ra thôi. Thì bây giờ mình cũng lập phương trình nhá. Trước tiên là 0,1 mol X. Thì các bạn nhìn này, nếu ở đây cô phân tích nhá, thì có phải 0,1 mol X này chính là bằng Y cộng Z. Y cộng Z chưa? Đấy, các bạn nhặt ra nhá, thì có phải là
Số mol của cái anh này chính là bằng số mol của CaH2 không? Số mol của cái anh này đúng là bằng CH nối 3CH không? Và số mol của cái anh này cũng đúng là CH nối 3CH không? Và số mol của cái anh này thì chính là bằng CH2 nối đôi CH2 chưa? Như vậy tổng Y cộng Z chính là bằng tổng của toàn bộ những cái này và chính là bằng 0,1, vậy cô sẽ được một phương trình này. Phương trình thứ hai là gì? Các bạn nhìn nhá, cần dùng 0,49 mol oxy, được chưa? Vậy thì dễ rồi, chúng ta sẽ có là số mol oxy. Nếu mình viết phương trình ra thì chính là cần dùng để đốt cháy ba cái anh này nhá. Và cụ thể mình sẽ nhẩm ra này, với việc đốt cháy cái anh này thì rồi, ở đây chính là bằng 3x đúng không? Cộng đây viết ra nhá, C2H4 mà cộng với oxy, đúng chưa? Được CO2 và H2O thì đây có phải là 2, đây là 2. Rồi. Vậy ở đây sẽ là bao nhiêu? Comment xem nào. Đây sẽ là bao nhiêu? 2,5 đúng không? À cô viết lại nhé, đây sẽ là 1,5 này. Đây cô chưa chia đôi. 1,5x này. Cộng với ở đây là gì? 3y này. Cộng tiếp với 2,5z này chính là bằng 0,49, đúng chưa? Đây cô quên chia đôi cái chỗ COOCH2 khi đốt cháy này. Vậy 1,5x cộng 3y cộng 2,5z, đúng chưa? Tiếp nhá. Cuối cùng là mình sẽ bảo toàn hydro thì sẽ có thôi, đó là gì? X cộng với 2y cộng với z chính là bằng số mol nước là 0,3. Vậy bây giờ có ba phương trình này rồi, bấm máy tính giải được ra x, y và z không? Bấm nhá, đây nháp ra thôi mà. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bấm này. Ba phương trình. Phương trình đầu tiên này, 0x này, y này, z này, 0,1 này. Phương trình thứ hai là 1,5x này cộng 3y này cộng 2,5z này. 1,5x cộng 3y cộng 2,5z. Tiếp theo này. X cộng 2y cộng z bằng 0,3. Ôi bị nghiệm âm, cô nhập sai chỗ nào đấy để cô kiểm tra lại nhá. Rồi ở đây cô được x bằng 0,14. Y bằng 0,06 và z là bằng 0,04, được chưa? Vậy từ đây cô có luôn số mol brom bằng y cộng với 2z hay là 0,06 cộng với 2 nhân với 0,04 là bằng 0,14, được chưa? Số mol brom bằng 0,14 thì thể tích brom chính là bằng gì? 0,14 mà chia cho 0,5, vậy chính là bằng 280 ml nhá. Được chưa? 280 ml thì ở đây chúng ta sẽ chọn B. Đây là cách số 1 quy đổi, được chưa? Nắm được không? À rồi, Long em theo hướng quy đổi nhưng không làm ra nên quay lại bơm hydro. Ok, đây là hướng quy đổi nhá. Rồi, Việt. Ô, cô lú rồi, cô bấm sai cái chỗ này nhá. Đây là 1,5, được chưa? Rồi, vậy nhẩm ra như thế này nhá. Đây là hướng quy đổi, được chưa? Chốt nhá, chốt hướng quy đổi. Hướng thứ hai. Hướng thứ hai mà các bạn rất là nhã hứng, đó là cái hướng dồn chất. Thế các bạn nhìn này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cách thứ hai nhá, đó là cách dồn.
Dồn thì các bạn nhìn này, phân tích cho các bạn nhìn nhá. X ở đây gồm các trường hợp sau này: CH2 nối đôi CH COO CH3. Thì các bạn nhìn thấy anh này làm sao? Chưa no. Cô sẽ bơm thêm hydro để được no. Thì nó sẽ được như sau này: CH3 CH2 COO CH3. Tiếp này, các anh CH nối 3C COO CH3 thì anh này cũng chưa no. Vậy thông thường thì dồn chất chúng ta thường kèm theo kỹ thuật bơm. Vậy cô sẽ bơm hydro vào đây nhá. Thì mình sẽ được như sau này: CH3 CH2 COO CH3. Tiếp với cái anh này chúng ta cũng bơm thêm hydro vào. Thì mình sẽ được như sau này: CH3 OOC CH2 CH2 COO CH3. Đấy, và cái anh cuối cùng này chính là gì? CH3 COO CH3. Tất cả hai lần, được chưa? Và khi làm đến phương pháp này thì đúng là cũng phải cảm ơn cái người đã sáng tạo ra cái phương pháp này. Nó rất là vi diệu, được chưa? Vậy bây giờ nhá, những bạn mà chưa nhìn ra này thì cô sẽ phân tích để cho các bạn thấy là chúng ta sẽ tách như thế nào nhá. Thì các bạn để ý này, ở đây thì cái lượng hydro bơm vào này chúng ta đặt là A đi, thì nó cũng sẽ chính là bằng cái lượng brom sẽ phản ứng để phá vỡ hết các liên kết pi có trong X này, được chưa? Vậy ở đây nhá, khi chúng ta bơm hydro vào thì có phải hợp chất này trở thành C4H8O2 không? Hợp chất này trở thành gì? Cũng là C4H8O2. Cái anh này các bạn nhìn nhá, chính là gì đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy đây là C6H mấy? H10 đúng không? O4. Còn cái anh này là gì? Cũng là C6H10O4. Thế khi dồn thì chúng ta sẽ khéo léo tách phần gốc và phần chức ra. Và thông thường thì các bạn ơi, với đốt cháy nhá, chúng ta hay là chúng ta sẽ dồn COO ra, được chưa? Thế nhưng ở đây thì bạn Long dồn như thế nào nào? À, kéo CO, CH2 và H2 ra. Ok, đúng rồi. Đấy, thông thường là chúng ta sẽ kéo COO ra. Thì bây giờ sẽ còn là gì? CH2 và H2, được chưa? Đấy, cô phân tích cho các bạn thấy này, công thức phân tử khi đó nó sẽ thành như thế này. Và chúng ta sẽ, đối với phản ứng đốt cháy thì chúng ta hay kéo cái anh COO ra, thì sẽ còn là CH2 và H2, được chưa? Thì các bạn để ý nhá, ở đây chúng ta đã bơm thêm là amon hydro rồi, được chưa? Thì ở đây mình sẽ có như sau này, bơm thêm hydro thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến cái anh CO này, đúng chưa? Rồi, phân tích tiếp này. Đốt cháy cái anh này thì mình sẽ thu được CO2 và nước, đúng chưa? Số mol nước ở đây là 0,3. Rồi, vậy bây giờ Long thử comment xem là chúng ta sẽ biết được cái gì nữa nào. Ở đây oxy là 0,49. Nào, biết được thêm cái gì nữa nào? Rồi, số mol H2 bằng 0,1. Rồi, rất là đúng. Vậy thì ở đây nhá, chúng ta sẽ có luôn là số mol H2 là 0,1. Đây các bạn hình dung ra chưa? Khi tách ra là bằng COO cộng với CH2 và H2 thì cái thằng H2 này nó chính là bằng tổng của số mol hỗn hợp X và nó chính là 0,1, được chưa? Vậy đây là 0,1 rồi, số mol nước là 0,3 rồi thì mình sẽ có cái gì? Bảo toàn hydro, mình sẽ suy được ra cái anh CH2 này. Vậy bây giờ nào, bạn Long bảo toàn hydro suy ra CH2 bằng bao nhiêu? Rồi, mol nước bằng 0,3 cộng A. Đúng rồi, bởi vì mình bơm thêm hydro vào, đúng không? Bơm vào amon thì đây chính là 0,3 cộng A, đúng không? Chú ý nhá, ở đây cô không ghi bơm và đây là chúng ta sẽ bị quên mất cái anh amon ở đây nhá. Thì là bơm
Amon Hiro vào và mình dồn ra đây nhá, thì nước ở đây là 0,3 cộng A. Và lưu ý là oxy ở đây chỉ có dùng để đốt cháy CH2 và H2 thôi, bởi vì COO ở đây đốt cháy là CO2 rồi. Chúng ta CO này hay chính là CO2 luôn này, là đốt nó không cháy đấy, được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có như sau này. Số mol của oxy chính là bằng gì? Số mol của CH2 cộng với 1/2 số mol hydro, đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta suy được ra luôn cái anh CH2 này. Đấy, đây là 0,49 rồi. Đây là 0,1 thì đây sẽ là bao nhiêu? 0,34 đúng nhỉ? 0,49. Đúng chưa? À rồi, dồn thành CO và C và H2 cũng được nhé. Vậy ở đây chú ý là ban nãy chúng ta bơm amon hydro vào đây. Được chưa? Vậy chúng ta có ra như là 0, tổng số mol A thêm vào chính là tính ra được bằng 0,14 không? Được chưa? Hình dung mà chưa? Cái đoạn này này. Phân tích lại nhá. Đây là 0,3 cộng A đúng chưa? Thì oxy thêm vào đây này. Ban nãy cô quên chưa phân tích các bạn là bơm thêm amon hydro thì lượng oxy thực tế ở đây cũng chính là cái lượng oxy đề bài cho cộng với cái lượng oxy mà đốt cháy amon hydro đúng chưa? Cộng A trên 2. Rồi, tốt nhất là cô sẽ thay một cái tờ giấy khác nhé để chúng ta dễ nhìn này. Đó là chúng ta sẽ đưa về COO này, CH2 và H2, được chưa? Đây cũng là một cách nhá. Và lưu ý là để đưa được như thế này thì mình sẽ bơm vào amon hydro, được chưa? Và cái lượng amon hydro bơm vào này nó chính là bằng cái lượng brom mà chúng ta phải đi tính nhá. Vậy khi phản ứng với oxy thì có phải là mình sẽ thu được carbon dioxide và nước không? Thì các bạn để ý này, ở đây mình sẽ có là hydro này chính là bằng 0,1 đúng không? Lượng oxy thêm vào lượng oxy phản ứng sẽ chính là 0,49 cộng với lượng oxy cần dùng để đốt cháy lượng hydro bơm vào, vậy là 0,49 cộng A trên 2 đúng không? Nước đề bài cho này các bạn ơi sinh ra là 0,3. Và lưu ý nhá, mình có bơm thêm amon hydro vào thì đây sẽ là 0,3 cộng A, được chưa? Đến đây thì mình sẽ có cái gì? Nhìn ra chưa? Được chưa? Vậy đến đây thì các bạn nhìn ra chưa? Đó là gì? Bảo toàn hydro. Thì có phải là cái anh CH2 ở đây sẽ được tính bằng là gì? Số mol hydro ở nước trừ đi số mol hydro ở đây và chúng ta chia cho 2, đúng chưa? Số mol hydro ở nước là 0,3 cộng A nhân 2 cộng với 0,1 nhân 2, tất cả chia cho 2. Trừ với 0,1 nhân 2 tất cả chia cho 2 hay chính là bằng 0,3 0,2 cộng A, đúng chưa? Vậy đây chính là 0,2 cộng A chưa? Các bạn nhìn ra chưa? Cuối cùng mình sẽ đi làm gì? Bảo toàn oxy.
Rồi, bình tĩnh lại đã cô ạ. Đúng rồi. Đây cô viết lại ra cho các bạn nha. Không nhìn thấy à? Được chưa? Im lặng đến đáng sợ. Rồi cô kéo giấy dịch lên xíu chứ tờ giấy bị che rồi. Đấy cô mải ghi quá thành ra là cô không để ý đến cái phần này. Nó bị che mất. Đây kéo lại ra như thế này nhá. Được chưa? Nhìn ra chưa? Ok chưa? Rồi, Nguyễn Huyền ok rồi. Rồi. Vậy bây giờ bảo toàn oxy thì có phải là mình sẽ có là gì? 0,49 cộng A trên 2 đúng không? Bằng oxy ở đây chính là bằng 3 phần 2 cái 0,2 cộng A này. Chính là phản ứng với C2 ở đây chính là cần 3 phần 2 nhân số mol C2 được chưa? Và cộng tiếp với 1 phần 2 số mol hydro ở đây. Đây. Và suy được ra luôn A chính là bằng 0,14 nha. Nếu như bạn nào chưa nhìn ra chỗ này này thì cô sẽ phân tích cho các bạn nhé. Số mol oxy ở đây chính là bằng 0,49 cộng A trên 2 nhé. Và nó chính là lượng oxy cần dùng để đốt cháy C2 và đốt cháy hydro ở đây. Được chưa? Và các bạn nhìn này. A ở đây là lượng hydro bơm vào để phá vỡ tất cả các liên kết pi. Thì nó cũng chính là bằng lượng brom bơm vào. À, lượng brom phản ứng được chưa? Vậy A tính ra rồi thì mình tính được ra V chính là bằng 0,14 mà chia cho 0,5 hay là bằng 0,28 lít hay là bằng 280 ml nha. Đây chính là toàn bộ nội dung của câu số 22. Nếu mà làm theo cách 2 thì chúng ta sẽ làm như thế này nhá. Nhìn ra chưa? Hơi lag một tí xíu. Rồi ok. Như vậy là ok chưa? Rồi ok nhá. Như vậy là sau một khoảng thời gian thì cô đã cùng các em hoàn thiện xong 22 câu. Và trong đó có 3 câu ở mức độ vận dụng cao. 3 câu ở mức độ vận dụng cao nhá. Và lưu ý là hiện tại thì khóa live VIP của cô vẫn đang giảm 50% học phí. Do vậy nếu như bạn nào mà quan tâm thì sau live ngày hôm nay có thể inbox luôn fanpage nha. Rồi xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau nha.